Vâng, ok, chào mọi người nhá. Rất vui được gặp lại các bạn nào trong clip này. Thì cũng có rất nhiều bạn bảo sao kênh của mình không có clip đi chế độ AI. Thì hôm nay mình đã mượn được app của bạn là Jim để đi AI thường với khẩu RPK level 7 này. Thì ở cái chế độ này mình ít khi bắn nên là bắn rất là ngáo ngơ. Mà mình nhớ không nhầm thì cái chế độ này được hồi sinh 2 lần free sao ấy. Mình cũng nhớ không rõ. Nên là mình đã chơi bình thường thôi, không quan trọng đến mạng cứ đủ cái số lần hồi sinh là được. Và mình sẽ bắt đầu vào chiến đấu. Vì cái này cũng không có gì để làm nhảm, bắn mấy cái con quái ngu ngốc này thì cũng đơn giản thôi. Nghịch ngợm cũng đủ qua được hết các cửa trong cái map thường này. Thì mình sẽ mở ít nhạc cho anh em nghe đỡ buồn. Rồi, bây giờ và bắt đầu chiến đấu và bắt đầu tắt cái loa rè.
Rồi, kết thúc. Bây giờ sẽ đến phần lật thẻ xem được cái gì. Sao? Rồi. Ui dồi ôi. Vâng, có điện. Chào mọi người nhá. Cái này thì cũng chẳng muốn đi.